Buổi trước thì chúng ta đã trao đổi về cái phần gióng hàng này, rồi tầng thứ của các đối tượng này, rồi các cái lệnh về cắt hàng các đối tượng để từ các cái hình cơ bản đơn giản chúng ta có thể tạo ra những cái thứ mới. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai vấn đề. Một là thay vì là vẽ các hình cơ bản đơn giản bằng các công cụ cho sẵn, thì bây giờ chúng ta sẽ làm chủ các công cụ vẽ để tự chúng ta vẽ ra các cái đối tượng như chúng ta muốn. Thế và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta làm quen thêm một cái công cụ mới của Corel. Công cụ mới này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề mà các lệnh cắt hàng trước đó nó làm tương đối nhiều bước, làm tương đối nhiều công. Thì với công cụ mới Shape Builder Tool, nó sẽ giúp cho chúng ta làm mọi việc nó trở nên đơn giản và nhanh hơn. Thế thì trước hết là chúng ta làm việc với công cụ vẽ trước đã. Công cụ vẽ thì ở đây chúng ta được cung cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, như 8 công cụ ấy, 8 công cụ vẽ. Trong đó nếu mà so sánh với lại các cái phiên bản gọi là cơ sở thì chúng ta thấy là nó được bổ sung thêm một số công cụ như thế này. Đây, công cụ gốc này. Công cụ gốc thì gồm có freehand này, gồm có bezier này. Đấy, nếu mà gọi là gốc của gốc thì nó chỉ có hai công cụ đấy thôi. Đấy. Thế còn về sau này thì nó được bổ sung thêm ví dụ như công cụ pen này, b-spline này, polyline, vẽ đường cong bằng 3 điểm, 3 point curve, và cái smart drawing. Đây, chúng ta làm quen hai cái công cụ gốc trước, đó là công cụ freehand và công cụ bezier. Công cụ freehand thì nó cách sử dụng nó, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn cầm bút chì, cái bút bi, các bạn vẽ thế nào thì công cụ này nó hoạt động giống hệt như thế. Có nghĩa là chúng ta nhấp chuột và giữ, sau đó thì uốn éo vặn vẹo thế nào thì nó sẽ ra đúng như thế. Đấy, và sau đấy thì chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh lại sau. Tôi mang tính phát thảo nhanh một cái đường nét gì đấy thì chúng ta sẽ có thể dùng cái này. Đấy. Thực ra thì trong thiết kế thì ít người dùng cái này. Đấy. Những cái này nó sẽ thuộc về cái dạng giống như là mình vẽ, nếu như mà mình tạo cái gì đó mà nó hơi có hơi hướng bắt chước cái thao tác vẽ bình thường ấy thì chúng ta mới hay dùng cái đó. Thế còn đối với cái công cụ Bezier, nó sẽ là cái công cụ mà giúp chúng ta làm việc trong thiết kế nhiều hơn, tại vì là nó sẽ cho phép chúng ta vẽ một cách chuẩn xác, chính xác hơn. Thế thì trước hết là chúng ta cũng phải, trước khi mà chúng ta vào vẽ một cái gì đó thì chúng ta phải nắm được về cơ sở, tức là các cái đường hay là các cái path mà chúng ta vẽ ra bằng các công cụ vẽ ở trong Corel Draw thì nó gồm có hai loại đường chính. Một loại là đường thẳng, line, đó, và một loại là đường cong, là curve. Line thì rất là dễ, chúng ta dùng cái nào cũng được đây. Nếu như mà line thì chúng ta sẽ vẽ theo kiểu không giữ chuột mà chúng ta nhấp một cái rồi chúng ta nhả chuột ra, thì tại cái điểm nhấp nó sẽ tạo ra cái điểm neo đầu tiên. Thế còn sau đó thì chúng ta đưa sang vị trí mới, thì trong lúc mà chúng ta nhả chuột ra, chúng ta di thì tự động giữa cái điểm mà chúng ta nhấp chuột với lại cái đầu trỏ chuột của chúng ta hiện tại, nó tự động được nối vào với nhau bằng một đoạn thẳng thế này. Các bạn có thể di theo đường ngang hay là di theo đường thẳng, đúng không? Nếu mà muốn thật ngang hay là thẳng thì trong lúc mà các bạn kéo thì các bạn giữ shift cho tôi thì nó sẽ giữ được cho các bạn là cái đường hoặc là thẳng đứng hoặc là nằm ngang. Đấy. Thế còn nếu mà giữ thế này, vẫn giữ shift thì các bạn sẽ thấy là thế còn nếu mà các bạn vẽ đường xiên thì đây, vẽ đường xiên thì cứ thế mà kéo thôi. Thế mà khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thì nhấp chuột một cái thì nó sẽ tạo ra một đoạn thế này. Về mặt nguyên tắc thì nó chỉ vẽ một đoạn thôi. Đấy. Thế còn nếu mà mình muốn nối tiếp thì mình lại phải làm cái thao tác là gì đấy ạ? Đưa trỏ chuột vào một trong hai đầu của cái đoạn mà chúng ta vừa vẽ. Khi nào mà nhìn thấy cái trỏ chuột của chúng ta nó thay đổi
Trò trốn lúc đầu tiên thì nó gồm có một hình chữ thập này và một cái đường ngoằn ngoèo như zoom bò ở dưới. Đấy là tình trạng bình thường. Còn nếu mà chúng ta đặt nó vào cái vị trí điểm điều khiển ở một đầu của đoạn thì nó sẽ biến hình như thế này. Nó gồm có một chữ thập và một cái đường mũi tên trúc xuống dưới. Đấy, nếu mà chúng ta kích chuột thêm một cái vào đây thì nó sẽ hiểu là nối và nó lại cho phép chúng ta vẽ tiếp. Đấy. Nếu mà nhấp rồi lại nhấp tiếp rồi lại thả thì như thế này. Còn nếu không thì chúng ta cứ phải dò khi nào đặt vào đúng được điểm này chúng ta bấm thì nó mới cho chúng ta nối và vẽ tiếp. Thế đây là cái cách vẽ đường thẳng. Thế còn đường cong thì vừa nãy tôi vừa demo rồi, có nghĩa là chúng ta cứ giữ nguyên chuột thế thôi, đừng nhả ra và di và uốn theo cái mong muốn của mình thì nó sẽ tạo ra cái đường cong. Thế đấy là cách sử dụng của công cụ freehand. Thế đường cong này có nối được không? Đường cong cũng nối được. Đấy, nếu mà các bạn bấm vào đây, kích chuột tiếp một cái thì các bạn có thể nối và các bạn có thể vẽ theo tiếp tục theo kiểu thẳng nếu như các bạn nhấp thả. Còn nếu mà các bạn nhấp xong rồi các bạn giữ thì nó lại tiếp tục lại thành ra đường cong. Đấy, đây là cái cách sử dụng của công cụ freehand, rất đơn giản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với công cụ Bezier. Đây là công cụ chính và được sử dụng thường xuyên ở trong Corel. Nó được đặt tên theo cái tên của nhà toán học mà phát minh ra cái công thức để mà thể hiện cái đường ở trong máy tính. Thế và Corel thì lấy luôn cái tên của cái nhà toán học đó để đặt tên cho công cụ luôn. Thế thì vẽ đường cong thì nó khác gì với vẽ đường thẳng? Thì thực ra nếu như mà bạn nào đã từng làm quen với lại một chương trình bất kỳ của các chương trình vẽ đồ họa thì cũng sẽ biết là nó cũng na ná nhau thôi. Corel thì nó sẽ phức tạp hơn một chút so với bên họ nhà Adobe nếu như mà thể hiện các đường cong. Bây giờ chúng ta cùng quan sát nhé. Đầu tiên là chúng ta cũng nhấp chuột để chúng ta tạo ra cái điểm neo đầu tiên đã. Đấy. Sau đó thì chúng ta nhả chuột ra. Nhưng mà điểm khác biệt giữa cái công cụ Bezier và công cụ freehand là khi chúng ta nhả chuột ra thì không có cái đường nào nối giữa cái điểm neo của chúng ta với lại đầu chuột cả. Bây giờ tôi đưa tới điểm thứ hai mà tôi mong muốn. Sau đó thì tôi nhấp giữ chuột. Khi tôi nhấp chuột thì nó sẽ được nối vào bằng một đoạn thẳng. Còn nếu mà tôi nhấp mà không thả mà tôi kéo thì bắt đầu xuất hiện ra tay nắm điều khiển ở hai bên như thế này. Đấy, tay đòn điều khiển phụ. Thế và chúng ta sẽ có thể là điều khiển được cái đoạn cong khi mà chúng ta điều khiển các cái tay đòn phụ này. Ở đây thì chúng ta thấy là nguyên tắc thì chắc các chương trình đồ họa nó cũng giống nhau thôi. Tay đòn phụ này nó giải quyết hai vấn đề. Một là tăng hay giảm cái độ cong của cái đoạn mà chúng ta đang vẽ. Cái này thì liên quan tới độ dài của tay đòn. Độ dài của tay đòn càng dài thì cái đoạn mà chúng ta đang vẽ nó được kéo càng cong. Còn độ dài mà chúng ta thu lại thì cái tay đòn này nó sẽ ít cong đi. Thế còn nếu mà chúng ta xoay chiều cái tay đòn phụ thì chúng ta sẽ đổi chiều của cái đoạn cong. Thế nhưng đối với Corel thì nó hoạt động nó hơi khác một tí so với họ nhà Adobe, tại vì nó tách bạch ra đoạn nốt cong thì đồng ý là cái nốt cong rồi, nhưng mà nó phân chia ra cho chúng ta làm ba dạng nốt với các nhiệm vụ khác nhau. Một là nốt gãy, hay chúng ta gọi nó là cup note. Đấy. Hai là nốt trơn thì chúng ta gọi nó, đấy là dịch nôm na sang tiếng Việt, còn cái từ gốc của nó là smooth note. Đấy. Thế còn thứ ba là cái nút tương tác. Đấy, thì ở bên kia nó gọi là symmetric note. Đây chúng ta sẽ có ba nốt như thế. Thế và nếu như mà quan sát thì các bạn thấy rằng là cái nốt cong như thế này mà lúc chúng ta vừa mới kéo ra thì hai tay đòn này nó luôn luôn hoạt động theo kiểu tương tác với nhau. Có nghĩa là bên này kéo dài bao nhiêu thì bên kia cũng kéo dài bấy nhiêu. Bên này thu lại bao nhiêu thì bên kia cũng thu lại bấy nhiêu. Bên này nâng lên bao nhiêu thì bên kia hạ xuống bấy nhiêu. Nó cứ làm theo cái chiều ngược lại với nhau. Tham số giống nhau nhưng chiều hướng thì ngược lại. Hoạt động giống hệt như một cái bập bênh.
Và bây giờ nếu như mà tôi muốn thay đổi một bên tay đòn mà không đụng đến tay đòn bên kia thì chúng ta sẽ làm như thế nào ở trong Corel? Để mà tách bạch hai tay đòn này khiến cho chúng nó không dính dáng gì đến nhau nữa thì chúng ta sẽ nhấn nút C ở trên bàn phím. Nếu mà bạn nào đã làm quen với một chương trình nào đó của họ nhà Adobe thì chúng ta sẽ thấy là nó có điểm khác nhau. Adobe thì nó nhấn phím An trên bàn phím, còn Corel thì họ nhấn phím C. Nhưng mà Corel thì nó lại có một điểm rất là khác, đó là sau khi nhấn xong thì nó cũng chỉ cho chúng ta điều khiển cái tay đòn bên đoạn sắp vẽ thôi, còn cái đoạn mà đã vẽ rồi thì chúng ta sẽ không làm gì được. Đây ví dụ tôi kéo cái tay đòn nó ngóc lên phía trên như thế này, sau khi tôi nhả ra thì tôi vẽ tiếp thì cái đoạn này nó sẽ chạy như thế này. Nếu như mà tôi vẽ đây, tôi vẽ mà tôi kéo cái tay đòn rồi thì tôi có điều chỉnh được cái đoạn bên kia hay không? Này ví dụ nhấn C này, tôi thu hoặc là tôi kéo bên này. Đấy, mình nhả chuột ra là nó sẽ coi như là điều chỉnh xong. Nó nếu mà chúng ta mà bấm vào đây để chúng ta kéo tiếp cái bên này thì nó sẽ hiểu rằng là vẽ tiếp chứ không phải là điều chỉnh. Nó chỉ cho phép điều chỉnh một bên thôi và đấy là cái bên mà sắp vẽ. Còn bên đã vẽ rồi, tức là cái bên phía bên trái này là thôi, nó không cho chúng ta điều khiển. Đấy. Thế bằng cách là vẽ và nhấp cái phím C để chúng ta điều khiển tay đòn thì chúng ta sẽ điều khiển hướng. Đó. Đoạn tới mà chúng ta muốn vẽ cong nhiều thì chúng ta sẽ kéo tay đòn dài. Đoạn tới mà chúng ta vẽ cong ít thì chúng ta để cái tay đòn ngắn thôi. Đoạn tới chúng ta muốn đổi hướng thì chúng ta sẽ bẻ hướng của tay đòn để lái theo cái hướng của cái đoạn tiếp theo, là nó đi theo cái hướng mới. Và cái cách vẽ bằng freehand hay bằng bezier thì chúng ta có đều có thể vẽ ra được hai dạng, tức là một cái đường hở hoặc một đường kín. Đường kín tức là sẽ điểm đầu và điểm cuối nó sẽ phải nối vào với nhau, khép kín thành một không gian. Còn nếu mà đường hở thì là chúng ta chỉ cần vẽ là có điểm đầu điểm cuối thế này thì đấy gọi là đường hở. Thế bây giờ chúng ta nghiên cứu thử về cái cách điều khiển của các cái nốt ở trên Corel thì như thế nào. Đây chúng ta cùng nhau quan sát. Cách vẽ này thì nó luôn luôn đi kèm cùng với một cái công cụ hiệu chỉnh, đó là công cụ Shape Tool. Công cụ này cũng sẽ là một công cụ được dùng nhiều nhất ở trong Corel. Shape Tool, công cụ F10. Khi mà chúng ta chọn công cụ Shape Tool thì chúng ta có thể điều chỉnh được những cái gì? Chúng ta có thể trực tiếp nắm ở trên cái đường này, hoặc là chúng ta có thể là bấm vào cái điểm điều khiển để chúng ta điều khiển nó. Đây, ở đây, tôi bổ sung thêm cho các bạn một tí nữa cái này nữa. Đây. Thế còn trong quá trình mà các bạn đang vẽ này nhé, đây này, các bạn mà muốn hiệu chỉnh bằng cách là thay đổi cái vị trí hiện tại của cái nốt này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lại dùng một cái phím mà lại hơi hơi giống như ở trong trong họ nhà đốt, có nghĩa là nhấn phím An. Khi nhấn phím An thì tôi có thể dịch chuyển cái nốt đang vẽ, tiến lùi di dịch sang vị trí khác. Đấy, nhấn C là bẻ tay đòn, nhấn An là để di dịch cái vị trí như thế này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem sâu thêm vào cái cách điều khiển nhé. Thế đây, các bạn để ý kỹ nhé. Khi tôi chọn một cái đường path mà chúng ta vừa vẽ, đồng thời tôi chọn công cụ Shape Tool hay là nhấn F10 thì bắt đầu có sự thay đổi ở trên thanh Property để hỗ trợ chúng ta điều chỉnh. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh theo mấy cách như thế này. Một là làm việc với lại các nốt. Đây, nếu làm việc với các nốt thì tôi sẽ bấm vào tôi chọn một trong các nốt đó. Và sau khi mà tôi chọn thì tôi sẽ có một số các cái tùy chọn như thế này. Ví dụ
Các bạn lưu ý đây, trước hết là biến đổi qua lại giữa hai loại nốt là nốt thẳng và nốt cong. Nếu mà tôi bấm vào một nốt nào đó thì tôi sẽ quan sát ở trên thanh property trong cái quãng này, nó có hai biểu tượng, một biểu tượng là convert to line và một biểu tượng là convert to cup. Nhưng mà luôn luôn chúng ta sẽ thấy có một biểu tượng nào đó trong hai biểu tượng này bị mờ đi. Biểu tượng nào bị mờ đi thì chính xác là cái điểm mà chúng ta đang kích vào đó nó là cái loại đấy rồi đấy, và nó chỉ có thể convert sang cái loại kia thôi. Nếu như tôi bấm vào đây và thấy cái convert to line này, convert to curve này mà nó bị mờ đi thì có nghĩa đây là đường cong rồi, điểm điều khiển dạng cong rồi, và tôi chỉ còn có một lựa chọn duy nhất là bấm vào convert to line. Khi tôi bấm vào convert to line thì cái đoạn mà nó điều khiển nó sẽ được điều chỉnh lại thành đoạn thẳng. Thế còn nếu mà tôi bấm vào convert đang là đoạn thẳng mà tôi bấm vào convert to curve thì lúc đấy nó lại biến đổi thành đoạn cong, và lúc này các bạn lại thấy xuất hiện gì đấy ạ? Thấy xuất hiện hai cái tay đòn đấy. Thế còn nếu mà đã cong rồi thì chúng ta lại có mấy cái loại như thế này. Vừa nãy tôi nói với các bạn là gồm có ba loại nốt cong. Thế đây, đây gọi là cut nốt, hay là chúng ta gọi nôm na nó gọi là gì nhỉ? Nốt gãy. Đây là smooth nốt, nốt trơn, và đây là symmetrica hay là nốt tương tác. Bây giờ chúng ta xem lần lượt nốt cắp là cái gì nhá. Và cái này nó cũng sẽ theo đúng như là vừa nãy chúng ta nói, đó là gì ạ? Cái nào đang mở đi thì chính cái nốt chúng ta đang chọn bản thân nó là cái thứ đấy rồi. Đây, bây giờ chúng ta xem cắp nốt này. Cắp nốt khi tôi bấm vào đây thì cái điểm này nó trở thành cắp nốt. Đây, bạn thấy là tôi kéo một bên tay đòn này và bên này không có dính dáng gì. Cũng tương tự, tôi kéo bên này cũng không dính dáng gì. Đấy gọi là cắp nốt hay là nốt gãy. Lúc đấy thì hai thằng không liên quan đến nhau hết, bên trái và bên phải hoặc là trên và dưới của cái nốt đó nó không có liên quan với nhau. Bây giờ tôi bấm tiếp sang dạng smooth. Dạng smooth thì làm sao ạ? Dạng smooth thì nó tương tác với nhau, nhưng mà chỉ tương tác ở mức độ gì ạ? Nó chỉ tương tác ở mức độ bập bênh thế này thôi, có nghĩa là thằng này lên thì thằng kia xuống và ngược lại. Thế nhưng nếu mà gì đây, nếu mà tôi kéo theo cái chiều là tăng hay giảm, tăng hay giảm cái độ dài của tay đòn thì nó không tác động đến bên kia, nó chỉ tác động tới cái chiều mà nó phụ trách thôi, tức là nó tăng hay giảm cái độ cong của cái đoạn tiếp theo, nhưng nó không tác động đến cái độ cong của cái đoạn mà bên này. Thế còn ở trường hợp mà chúng ta chọn symmetrica thì lúc đó nó sẽ tương tác đầy đủ, có nghĩa là tôi thu bên này bao nhiêu thì bên kia thu lại bấy nhiêu, tôi kéo bên này bao nhiêu thì bên kia cũng kéo ra bấy nhiêu, tôi xoay bên này như thế nào thì bên kia xoay theo chiều ngược lại. Đấy, thì nó phân định ra tới ba cái loại như thế. Thế và chúng ta còn có thêm một cái trường hợp như thế này nữa, đó là một cái nút lệnh gọi là close cup. Close cup thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tự động khép kín cái đường hở vào thành một đường đóng. Có nghĩa là khi tôi nhấn vào nút Close Curve này, lập tức nó sẽ phát sinh ra một cái đường tự nối giữa điểm đầu và điểm cuối để đóng khép kín cái hình này lại, trở thành một hình kín. Và tất nhiên ở đây thì chúng ta sẽ thấy rất khác nhau ở cái chỗ này. Khác nhau là thế nào? Có nghĩa là khi tôi bấm, tôi tô màu, đúng không? Ở dưới này nó sẽ thông báo là tôi vừa chọn tô màu gì, nhưng các bạn có thấy màu không? Không hề thấy. Đấy, tại vì là như cái thuộc tính ban đầu mà tôi đã nói với các bạn, Corel không hiển thị màu cho một đối tượng hở. Khi mà tôi ra lệnh như thế ạ, tôi ra lệnh là close cup, đóng kín lại một cái là lập tức các bạn sẽ nhìn thấy màu. Đấy, còn đường hở thì nó sẽ không hiển thị màu, mặc dù các bạn vẫn có thể ra lệnh tô màu. Đấy là cái điểm rất đặc biệt của Corel, nó giúp chúng ta phân biệt rất nhanh là đâu là một hình hở, đâu là một hình kín. Bên Illustrator không phân biệt được. Đấy, không phân biệt được đường hở đường kín. Thế thì với cái lệnh như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là vẽ cũng không phải là quá khó. Đấy, mặc dù thì nó có vẻ phức tạp một tí, nó phân chia ra hơi nhiều các cái nốt với lại các cái tính năng riêng khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta có thể là vẽ theo một cách khác, đó là chúng ta
vẽ theo cái cách là gì ạ? Phác thảo theo đường thẳng đi. Đấy, phác thảo theo đường thẳng. Sau đó thì chúng ta mới biến đổi các nốt thành nốt cong và chúng ta sử dụng cái công cụ F10 để chúng ta nắm lại các cái đường. Ví dụ tôi phác thảo ra một cái gì đó nhá. Chẳng hạn như là chẳng hạn là chúng ta vẽ thử một cái hình như thế này. Ví dụ. Nhưng bây giờ tôi muốn là điều chỉnh nó thì tôi sẽ chọn cái này. Đó, tôi chọn này. Hoặc là thích làm điểm nào thì tôi sẽ chọn điểm đấy. Cái này thì nó cũng không khác gì là chúng ta chọn các cái đối tượng. Nhưng mà ở đây thì F10 thì nó sẽ giúp chúng ta chọn các điểm điều khiển. Và khi mà chúng ta chọn được các điểm điều khiển rồi thì tôi sẽ biến đổi nó thành đường cong chẳng hạn. Và khi nó thành đường cong rồi thì tôi có thể là gì đấy, làm theo hai cách. Một là tôi bấm vào các cái điểm điều khiển và tôi di chuyển nó. Hai là tôi bấm vào bản thân các đường này và tôi kéo cho nó thành cong. Đây là cái điểm mà Corel nó tương đối khác với lại Illustrator. Illustrator thì không không bấm trực tiếp vào trong cái đường để mà kéo như thế này được, nhưng Corel thì lại được. Đấy. Corel lại cho phép chúng ta bấm và điều chỉnh. Có nghĩa là chúng ta có hai cách, một là vẽ cong luôn, hai là chúng ta sử dụng cái kiểu như là vẽ phác thảo, tức là vẽ bằng các đoạn thẳng thẳng gần gần giống với hình dáng mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ F10 biến các nốt thành các cái điểm điều khiển cong như chúng ta mong muốn, rồi sau đó thì hoặc là bấm trực tiếp vào trong đường phát mà chúng ta kéo, hai là chúng ta sẽ bấm vào các điểm điều khiển đó hoặc là kéo các tay đòn, thì tùy cách nào cũng được cả. Thế bây giờ đấy là công cụ Bezier. Tuy nhiên nó đã nói hết được các vấn đề chưa? Thì chúng ta cũng phải xem thêm một vài cái thuộc tính của cái path này nữa. Thứ nhất là thêm hoặc bớt path. Thêm hoặc bớt path để làm gì? Để mà khi mà chúng ta cần thêm điểm điều khiển thì chúng ta phải có thêm điểm, đúng không? Hoặc là chỗ nào mà dày đường quá, chúng ta thấy không cần thiết thì chúng ta bỏ bớt đi. Thế thì thêm hay bớt, nếu mà đúng theo cái lệnh của nó ấy, thì chúng ta phải làm như thế này. Tôi muốn thêm một điểm vào đâu thì tôi bấm vào cái điểm đó. Sau khi tôi bấm vào điểm đó, thì tôi sẽ thấy cái lệnh ở đây có hai lệnh là lệnh add node và lệnh gì đây ạ, delete node. Một cái màu xanh bấm vào đây thì nó sẽ thêm cho tôi một cái node vào cái điểm mà tôi vừa mới đặt chuột. Còn nếu tôi muốn xóa thì tôi lại chọn một node và sau đó thì tôi chọn lệnh delete node. Tuy nhiên là đấy là lệnh thôi, còn chúng ta làm thì chúng ta không làm như thế mà chúng ta làm trực quan hơn, nhanh hơn bằng cách là muốn thêm vào đâu thì chúng ta nhấp nút luôn vào đấy. Đấy, nhấp nút vào là nó thêm vào luôn ở cái chỗ mà chúng ta nhấp nút. Còn chúng ta xóa cũng vậy thôi, muốn xóa cái nào thì nhấp nút chính vào cái nốt mà chúng ta muốn xóa, thế là nó bỏ đấy luôn. Thế và chúng ta còn có thêm một cái lệnh này nữa, đó là cái lệnh tách một nốt ra làm đôi. Đấy. Muốn tách một nốt ra làm đôi thì chúng ta phải chọn cái nốt đó đã. Sau khi mà chúng ta chọn nốt rồi thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh break up. Đấy. Và cái nốt nào mà đang được chọn sẽ bị bẻ ra làm đôi, tách ra tại cái điểm đó. Đây, ví dụ các bạn quan sát này, tôi tô màu nhá. Đây là một cái hình khép kín này. Bây giờ tôi sử dụng cái công cụ F10, tôi bấm vào cái nốt này và tôi bấm vào lệnh break up. Sau khi tôi bấm, lập tức các bạn sẽ thấy là gì ạ? Cái hình của chúng ta mất màu luôn. Đấy, lý do cũng như vừa nãy tôi đã nói, khi mà chúng ta tách ra cái này thì hình nó không còn khép kín nữa. Và đây, nếu tôi nhắc ra đây thì chúng ta sẽ thấy đường bị đứt ở đây. Thế đứt rồi thì lại bây giờ lại nói tới cái chuyện ngược lại là nối. Nối thì có nối được không? Nối được. Đây, chúng ta sẽ làm thao tác nối như sau. Để mà nối một đường với một đường, à một hai cái điểm này thành một nốt thì chúng ta có thể là làm theo hai cách như thế này. Một là các bạn kéo thả trực tiếp nó vào nhau. Đấy, một khi mà kéo thả nốt nọ thả vào nốt kia, kéo đúng thì nó sẽ hiểu và nó sẽ làm sao đây ạ?
tự động nó nối vào đấy, mà nối xong một cái thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ làm sao, thấy màu ngay đó. Thế còn trường hợp mà chúng ta làm không kéo như thế thì chúng ta có thể làm như thế nào? Đây, các bạn sẽ làm như sau. Hoặc là các bạn lại dùng chính cái lệnh vừa rồi thôi. Cái lệnh mà close curve nó tự động nối vào. Đấy là một cách nhé. Thế còn một cách thứ hai nữa là gì đây? Tôi chọn và tôi vẽ một 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 cái vùng chọn như này để tôi chọn hẳn hai cái điểm mà tôi muốn nối. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh gì đây? Lệnh join to node. Lệnh này nó sẽ kéo hai cái, nó sẽ hàn hai cái nốt vào với nhau. Đấy. Và còn có thêm một trường hợp nữa. Cái này nó gọi là lệnh extend curve to close. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem là mỗi một lệnh này nó khác nhau như thế nào nhé. Giờ muốn muốn tìm hiểu như thế thì bây giờ tôi sẽ kéo các cái tôi sẽ kéo các cái đường sóng như thế này để tôi xác nhận là đầu của mỗi đường nó nằm ở đâu. Đó. Đấy. Bây giờ tôi chọn này. Chọn hai cái này. Tôi sử dụng lệnh gì đây? Join to node nhá. Thì hai thằng đều dịch chuyển cả. Hai thằng đều dịch chuyển một đoạn để mà tự động nối vào với nhau, mỗi thằng một phần, đúng không? Đây là đầu của một đoạn, đây là đầu của một đoạn. Thì bây giờ cả hai thằng này cùng dịch chuyển đến nhau để nối vào. Nếu mà chúng ta sử dụng lệnh join to node, bây giờ tôi lại chọn theo cách thứ hai, chọn hai thằng và tôi dùng cái lệnh close curve, thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó tự động nó nối vào, nó tự động nó phát sinh một đoạn nó nối vào. Hai điểm đấy gốc vẫn cứ nằm im, nó phát sinh thêm một mẫu nữa để nó nối từ điểm này đến điểm này. Đấy, và chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa là lệnh gần tương tự, đó là extend curve to close. Đấy, thì nó cũng sẽ phát sinh thêm một đoạn nó nối vào. Thực ra thì cái lệnh mà close curve với lại cái lệnh extend này gần gần là giống nhau. Nó đều phát sinh ra thêm cái đoạn để nó nối. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen thêm với lại một cái công cụ, nó cũng gần giống với công cụ Bezier nhưng là nó phát sinh ra sau một chút so với công cụ Bezier. Đây là công cụ pen. Công cụ pen này thì nếu mà bạn nào mà đã đụng tới một chương trình đồ họa nào đấy thì cũng sẽ thấy các cái công cụ nó gần gần giống như vậy. Đó, pen. Pen thì khác gì Bezier không? Có khác một tí. Đây, chúng ta xem cái cách vẽ của nó như sau. Tôi bấm điểm đầu tiên này. Đấy. Và khi tôi nhả chuột ra thì giữa điểm đã bấm và đầu công cụ của tôi nó sẽ được tự động nối vào với nhau bằng một điểm xanh như này để nhìn thấy được cái tuyến đường đi. Nếu mà vẽ đường thẳng thì chỉ việc là làm sao đấy, bấm 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 xong. Đấy là vẽ đường thẳng. Thế thì cái thằng Bezier có vẽ như thế không? Đây, chúng ta xem lại Bezier vẽ thế nào nhá. Đối với cái đoạn đường thẳng này. Đây, Bezier. Bấm 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 bấm. Nó vẫn là bấm thế thôi nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái gì nhỉ? Không nhìn thấy cái đường xanh dẫn hướng, đúng không? Đấy là cái sự khác biệt giữa hai công cụ. Bây giờ chúng ta xem đến đường cong. Đây, đường cong Bezier sẽ vẽ như thế này. Bấm điểm đầu tiên, đúng không? Cũng không có đường xanh, không có dẫn hướng gì cả. Vẽ này. Bấm và kéo này. Đây là đoạn đầu tiên này. Nhả chuột ra cũng không có cái gì nối cả. Đến vị trí mới lại bấm, lại kéo. Tức là chúng ta phải tưởng tượng ở trong đầu cái tuyến mà chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Thế còn bây giờ chúng ta xem cái công cụ pen nó vẽ thế nào nhé. Đây là công cụ pen. Bấm điểm đầu tiên này, bấm sang điểm thứ hai này, kéo cong này, ok, cong rồi. Bây giờ tôi nhả chuột ra và tôi bắt đầu di tới điểm thứ hai, thì cái pen nó cho phép tôi nhìn thấy trước được là cái đoạn cong này nó sẽ cong như thế nào. Tôi có thể hình dung ra được cái đường cong sắp vẽ bằng cách quan sát cái đường xanh này. Đấy.
Thì nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy trước cái lộ tuyến của cái đoạn tiếp theo như thế nào. Đấy là điểm khác tương đối rõ rệt giữa hai cái. Một cái là phải tưởng tượng trong đầu rằng là cái đoạn tới mình sẽ muốn thế nào, còn một thằng thì nó sẽ giúp chúng ta hình dung ra luôn. Của em xong thì cái pen đấy Có chứ, em thấy nó trong cái bảng đấy luôn mà chắc là chưa. ok, chờ tôi một tí tôi xem nơi nhé. Thế đến đây thì đã hết vấn đề đối với lại công cụ và các cái hiệu chỉnh của Sharp hay chưa? Thế đây chúng ta xem tiếp này. Như vậy là chúng ta giới thiệu ba công cụ là Freehand, Bezier và Pen. Đấy. Sau nữa thì chúng ta sẽ làm quen tiếp với các công cụ được Corel bổ sung. Các công cụ này thì ở bên bên Illustrator hoặc là không có, hoặc là mãi về sau này mới bắt đầu gọi là được bổ sung. Đấy. Corel thì trước đây thì mọi người cứ bảo là nó hơi lặt vặt, tức là nó đưa ra các công cụ và nó đưa ra một cái tư duy làm việc theo những cái đòi hỏi mà đôi khi là nó rất buồn cười. Đấy, nhưng mà thực ra thì những cái đòi hỏi đấy đều rất là đáng giá cả, và những cái bổ sung của Corel nó giúp cho người ta làm việc rất là dễ. Bây giờ chúng ta xem nhé, còn mấy công cụ này chúng ta sẽ làm quen tiếp này. Two point line này, cái này thì nó giúp chúng ta là vẽ một cái đoạn thẳng với hai đường, với hai điểm. Đây, chúng ta nhấp và kéo thế thôi, có thể ngang có thể dọc, và cái này thì nó luôn luôn là giúp chúng ta vẽ ra các đường thẳng. Đấy, thẳng đứng này, thẳng ngang này, thẳng chéo này, nói tóm lại là kiểu gì nó cũng sẽ ra đường thẳng. Thế và nếu mà muốn vẽ tiếp thì cũng lại hơi giống như là cái thằng thằng freehand, có nghĩa là chúng ta sẽ là phải làm sao đây ạ, kích chuột vào đây và giữ, và chúng ta kéo tiếp. Đấy, đấy là cái công cụ gọi là công cụ two point line. Cái này thì quá là đơn giản rồi, chúng ta sẽ xem tiếp tới các trường hợp khác. Ở trường hợp polyline ở đây ba point đi thẳng rồi, bây giờ chúng ta nói đến cong này. Đây thì thằng này vẽ được đoạn cong theo nguyên tắc thế nào? Nó xác định ba giá trị, một giá trị là điểm bắt đầu của đoạn cong, giá trị kết thúc của đoạn cong, và giá trị của đỉnh hoặc là đáy của đoạn cong. Và chúng ta sẽ vẽ như sau. Đây, nhấp và vẽ một đoạn. Sau khi chúng ta nhả chuột ra thì nó xác định được hai tham số rồi. Đấy là điểm bắt đầu và điểm gì đấy ạ? Điểm kết thúc của đoạn cong. Thế còn cong lên trên hay cong xuống dưới thì lúc ấy chúng ta nhả chuột ra và chúng ta sẽ kéo. Kéo cái đường cong này cho tới khi nào mà các bạn nhìn thấy hài lòng. Hài lòng rồi thì chúng ta nhấp chuột thêm một cái để chúng ta xác nhận thêm về cao độ hoặc là gì đây, độ võng của đoạn cong đó. Thế đấy gọi là công cụ three point curve, vẽ một cái đoạn cong khi xác định được ba điểm giá trị của nó: điểm đầu, điểm cuối và đỉnh hoặc đáy của đoạn cong. Tiếp theo chúng ta làm việc với một công cụ nữa có tên là Polyline. Polyline này là một cái công cụ line ghép giữa các cái công cụ gọi là vẽ thẳng và vẽ cong. Đây, chúng ta xem cách vẽ của nó. Tôi nhấp chuột một cái và tôi nhả chuột ra, kéo sang vị trí mới, nhấp thả, nhấp thả, nhấp thả. Ok, thì đây là chúng ta vẽ ra các đoạn thẳng. Nhưng nếu mà thích thì tôi có thể là gì đây ạ? Nhấp và không thả chuột nữa. Lúc này tôi có thể vẽ làm sao đây? Vòng vèo cong queo. Như thế là nó lai giữa cái công cụ vẽ đường thẳng và cái công cụ gì đây ạ, freehand. Đấy, đấy là dạng polyline. Thế còn cuối cùng thì chúng ta, à không, gần cuối cùng thôi, đây vẫn còn smart drawing, b-spline. B-spline thì thằng này là một công cụ rất 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 đặc biệt luôn. Nó giúp chúng ta vẽ những cái đoạn cong cực kỳ mềm mại luôn, và theo một cách không giống như những gì mà chúng ta vừa mới làm với các công cụ trước. Đây các bạn quan sát nhé, B-spline. Bấm điểm đầu tiên này, các bạn thấy à, nó cũng có vẻ tạo ra một điểm neo, đúng không? Tôi lại bấm tiếp điểm thứ hai này,
À, cũng điểm neo thứ hai và tự động nối vào với nhau. Nhưng đây không phải là đường vẽ ra mà đây mới chỉ là gì ạ? Đây mới chỉ là hai điểm treo thôi. Bây giờ các bạn nhìn tôi kéo tiếp chuột này. Bây giờ mới xuất hiện đường đường cong. Và tôi bấm tiếp này. Bấm đến đây thì các bạn nghĩ rằng đây là đường cong chưa? Chưa phải chuẩn của nó. Nếu như tôi kéo tiếp vào đây thì các bạn sẽ thấy là gì đây ạ? Đây là một dạng, các bạn cứ tưởng tượng ra như cái cầu treo ấy. Đấy. Đường thì nó nằm ở giữa. Thế còn nó được treo lên một hệ chính là những cái điểm mà chúng ta nhấp chuột đấy. Và đường cong này thì không bao giờ có cái chuyện là vẽ ra một đường cong mà nó cảm giác bị gãy cả. Đường cong cực kỳ nuột nà, lúc nào cũng rất mềm mại, rất là trơn tru. Thế bây giờ tôi dừng nó thì như thế nào? Tất cả các công cụ này khi vẽ mà chúng ta muốn dừng ở đâu thì chúng ta nhấp đúp chuột ở đấy. Thì nó sẽ kết thúc. Còn nếu mà hoặc là chúng ta phải di chuột ra ngoài, chúng ta bấm vào một công cụ khác. Đấy. Đấy, tất cả các điểm này chỉ là điểm treo thôi. Đường nó sẽ nằm được điều khiển bởi các điểm treo này. Thế bây giờ nếu mà tôi điều chỉnh thì tôi điều chỉnh cái gì? Tôi có điều chỉnh cái đường này bằng công cụ F10 như vừa nãy không? Có. Đây. Khi tôi chọn công cụ và tôi chọn F10 Shape Tool thì nó lại hiện ra giống như chúng ta vẽ. Nhưng lúc này các bạn để ý này. Tôi điều chỉnh thì không phải là điều chỉnh vào đường này mà tôi điều chỉnh các giá treo nhé. Đây này, quan sát này. Tôi kéo các giá treo này thì các đường bị treo ở giữa các cái giá này nó sẽ co duỗi theo. Đấy. Rất đặc biệt. Thế nếu mà tôi bấm vào đây mà tôi bỏ một cái giá treo này đi thì sao? Thì nó bỏ cái giá treo đấy và nó uốn theo các giá treo còn lại. Đấy. Tôi bấm vào đây thì nó sẽ mất mất cái đoạn cong mà do cái giá treo này nó treo. Và nếu mà để ý thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có hai cái điểm điều khiển này. Clamp Control Point và gì đây ạ? Float Control Point. Bình thường ra là chúng ta sẽ để ở cái dạng float này, còn nếu mà tôi bấm vào dạng này thì sao? Nó sẽ một cái dạng nào đó chúng ta sẽ hiểu giống như là kiểu nốt gãy ấy. Đấy, nó sẽ làm cho cái nốt này thành ra đoạn thẳng nối vào đấy chứ không phải là đoạn cong nữa. Và nếu đang thẳng này mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ lại gì đây, được uốn cong, nó lại treo xuống dưới. Đây là một công cụ cực kỳ kỳ lạ của Corel, nhưng mà chắc chắn cái đường mà chúng ta vẽ bằng cái công cụ này thì nó vô cùng là trơn tru, không bao giờ có cái cảm giác vẽ bị gãy đường. Thế và cuối cùng thì chúng ta làm quen với một công cụ cuối cùng của nhóm là Smart Drawing. Công cụ này là một cái công cụ nếu như các bạn đã sử dụng, bạn nào mà đã sử dụng những cái thiết bị cầm tay mà nhận diện chữ viết thì các bạn sẽ thấy rằng là nó học theo một cái nguyên tắc gần gần như thế. Tức là tôi không cần phải vẽ một cách chính xác mà tôi chỉ cần vẽ ra một cái hình nào đó. Nếu nó quy được về cái hình mà nó biết thì nó tự động nó nắm cho chúng ta. Đây ví dụ tôi vẽ một hình tam giác này. Có thấy không ạ? Nó sẽ nhận diện theo hình. Đây xem lại, hình tam giác tôi vẽ thì trông nó rất là méo mó. Nhưng một khi nó nhận diện được rồi và cái này chỉ có thể là tam giác thôi, lập tức nó sẽ nắm về hình tam giác chuẩn cho tôi. Đấy, hoặc là hình vuông, hoặc là hình chữ nhật, đúng không? Đây. Tôi vẽ một cái hình đại loại như thế này. Bây giờ tôi dừng, kể cả không khép kín nhé. Kể cả không khép kín nó vẫn nhận diện mà cái hình này chỉ có thể là hình vuông thôi, thông qua cái tỷ lệ nó tính toán nó bảo cái này là giống hình vuông. Còn nếu mà hình chữ nhật thì nó phải dài hơn, cạnh dài cạnh ngắn, đúng không? Đấy. Đấy thì nó nắm về cho tôi hình chữ nhật. Hình tròn cũng đại loại như thế, tôi vẽ một cái gì đó trông trông nó như này, nó sẽ tính. Nếu mà nó quy được về hình thì nó sẽ quy, còn nếu không thì nó tự làm mượt. Đấy. Làm mượt hình trông cho nó trơn tru chứ nó không gãy góc giống như là chúng ta vẽ.
Thì đây là một cái công cụ, thực ra thì nó không có cái tính ứng dụng cao lắm. Thực ra là thế, tại vì chúng ta đã có đầy đủ tất cả các cái công cụ rồi, nhưng mà nó đã bố trí vào đây, nó bổ sung cho các bạn, thì tôi cũng giới thiệu nhanh. Thế thì bây giờ chúng ta làm cái gì với lại cái công cụ vẽ này nào? Chúng ta làm thử một cái thao tác vẽ để làm quen công cụ đấy nhé. Nhìn thì nó hơi đơn giản đấy, nhưng mà làm quen mới một cái công cụ vẽ ở một cái chương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất thời gian một chút. Thế bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu luôn hai cái vấn đề. Tôi đưa cho các bạn một cái ảnh mẫu, các bạn sẽ xử lý cho tôi ở hai cấp độ, một là vẽ được theo hình mẫu, và hai là chúng ta áp dụng luôn kể cả cái phần nội dung buổi hôm trước chúng ta đã nói, đó là cái phần xử lý để mà cho một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới một đối tượng khác. Đấy. Các bạn đã bao giờ xem trực tiếp hoặc là xem trên TV thấy cái xiếc xiếc thú nước như nhỉ, cái heo nhảy có vòng như nhỉ? Đấy. Thế thì con cá heo mà nhảy có vòng mà chúng ta vẽ theo mặt ngang thế này thì chúng ta sẽ thấy là con cá chui qua sẽ có một phần vòng thì nằm ở trên, và thân con cá heo lại che một phần vòng bên kia. Đấy, và chúng ta vẽ thì bây giờ chúng ta phải giải quyết được là làm sao để cái con cá đấy nó thực hiện được cái việc chui qua cái vòng. Đó. Bây giờ tôi cung cấp, trước hết là tôi cung cấp cho các bạn cái hình ảnh đã nhé. Đưa lên trên trang, sau đó thì các bạn vừa tập vẽ bằng cái công cụ này, đồng thời các bạn sẽ thực hiện luôn cái thao tác là làm sao để đưa được con cá chui vào cái vòng đó. Đây, bây giờ chúng ta đưa cái hình ảnh vào nhé. Thế thì ở trong Corel thì nó lại có cái điểm mà các bạn phải phân biệt với họ nhà Adobe, là Corel không có lệnh open cho một bức ảnh. Corel chỉ có thể import nó vào như là một tài liệu bên ngoài. Và thêm một điểm nữa tôi nói luôn, đấy là Corel khi đưa một tài liệu ảnh vào trong cái tài liệu của Corel ấy, thì nó embed luôn cái tài liệu đó vào. Nó không có dạng link đâu nhé, mà nó nhúng thẳng luôn cái ảnh đó vào trong tài liệu. Do đó Corel nó khác cái điểm là gì đấy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà trong cái tài liệu của bạn có ảnh, bạn gửi đi chắc chắn ảnh nằm trong đó rồi. Nó khác với lại họ nhà Adobe, nó ví dụ Illustrator hoặc là InDesign, nó sẽ để cái ảnh link ở bên ngoài, trừ phi chúng ta ra lệnh embed vào. Và cái đấy thì nó tồn chứa một cái nguy hiểm là khi tôi gửi cái tài liệu đi, rất dễ là tôi quên mất, tôi không đính theo cái ảnh, là lúc đấy sẽ mất tài liệu ảnh. Đây, Corel nhập vào thì như thế này. Các bạn có thể nhập nhanh bằng thanh standard import, hoặc là các bạn sử dụng lệnh Ctrl Y ngắn, hoặc là gì đấy, vào file, vào import, hay là Ctrl Y ngắn. Đấy, các cái lệnh là như thế. Đây, tôi import này, và tôi chỉ cho chương trình biết là cái ảnh tôi muốn nhập vào nó nằm ở đâu. Đó. Tôi sẽ phải chỉ đúng cái vị trí của cái ảnh nó nằm. Đây, ví dụ tôi nhập cái ảnh này. Sau khi mà chúng ta nhập ảnh vào thì nó sẽ có một cái tên ảnh, rồi thì các cái tham số các thứ nó đính ở trên đầu của công cụ ấy, để cho chúng ta ngó một tí, chúng ta xem có đúng cái tài liệu mà chúng ta cần hay không. Bây giờ tôi nhập có hai cách. Một là tôi kích chuột một cái, tôi thả cái ảnh vào, thì cái ảnh này kích thước bao nhiêu là nó sẽ được thả đúng vào với kích thước chuẩn của nó luôn. Thế còn trường hợp thứ hai thì sao? Trường hợp thứ hai thì tôi vẫn sử dụng lệnh import, tôi chọn ảnh, tôi nhấp lệnh import, và sau đó thì tôi đưa chuột vào đây, nhưng tôi không kích rồi thả mà tôi nhấp chuột và tôi kéo. Thì các bạn nhìn thấy một cái khung đỏ này hiện ra, khung đỏ này to bằng bao nhiêu thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ là ra đây ạ. Nó sẽ được thiết lập lại kích thước bằng cái khung đó. Đấy. Nó có bị ấy không? Nó có bị thay đổi cái tỷ lệ hay không? Thì không. Nó thay đổi về kích thước thôi nhé. Còn tỷ lệ giữa hai cạnh của nó thì nó sẽ giữ nguyên. Thế sau khi mà chúng ta làm xong đến đây thì chúng ta làm cái gì với nó? Về mặt nguyên tắc nhé, khi mà đã có một hình mẫu để cho các bạn vẽ thì các bạn cố gắng là bao giờ cũng vẽ bằng nguyên mẫu cho tôi. Đừng bao giờ làm theo cái kiểu như thế này, là các bạn cứ kéo cái ảnh lớn lên, sau đó thì các bạn
các bạn vẽ. Nguyên tắc đầu tiên là như thế, kích thước ảnh mẫu như thế nào giữ nguyên, và chúng ta sử dụng các cái lệnh mà phóng lớn mà chúng ta đã trao đổi hôm trước, đúng không? Lăn bi về phía trước này để phóng lớn này, kéo bi về, kéo bi chuột về phía sau để thu nhỏ lại này. Thu phóng là chúng ta thu phóng bằng công cụ như thế này, chứ không phải thu phóng bằng cách là kéo lớn hay là làm thay đổi kích thước của bài mẫu nhé. Luôn luôn cố gắng nhớ cho tôi như thế, chứ nếu không là các bạn sẽ làm thay đổi hết cả tỷ lệ của cái bài mẫu đấy. Thế và sau khi mà chúng ta đặt vào đây rồi thì vẽ như thế nào? Tốt nhất là các bạn nên khóa cái này lại, để trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta sẽ không bị chọn nhầm, không bị chỉnh nhầm nữa. Thế thì Corel thì nó rất là đơn giản, nó không cần phải vào lệnh ở trên này. Thực ra thì có nhiều cách, nhưng mà cách đơn giản nhất là các bạn chuột phải ra ngoài cho tôi. Đấy, trong lệnh chuột phải này thì các bạn tìm tới cái lệnh gì đây ạ? Lock Object, các bạn bấm vào đây một cái là xong. Vậy là chúng ta thấy thay vì là 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông màu đen bao xung quanh, thì bây giờ nó đã xuất hiện cái khóa màu đen ở đây. Và khi đã có khóa màu đen rồi thì các bạn thoải mái bấm vào đây, các bạn không chọn được nó nữa. Thế muốn mở khóa được không? Muốn mở khóa cũng vậy thôi. Chuột phải vào cái đối tượng mà đã được khóa thì nó sẽ có lệnh gì đây? Unlock Object, bấm vào đây thì nó lại mở khóa ra. Đấy, và bao giờ chúng ta làm, chúng ta cũng làm theo cái cách như thế. Khóa bài mẫu lại, sau đó thì bắt đầu phóng lớn lên. Đây, bây giờ xem lại cái cách vẽ nhé. Vừa nãy là tôi đang giảng ở trên một cái hình mà nó tương đối là đơn giản, đúng không? Mà chúng ta cũng không biết là chúng ta vẽ cái gì, nhưng bây giờ có hình mẫu rồi thì xem lại cái cách vẽ này. Bây giờ tôi có thể vẽ bằng Bezier hoặc bằng pen, một trong hai cái. Đó, Bezier này. Trước hết là tôi demo cái cách vẽ mà theo kiểu phác thảo thẳng nhé. Xem lại nhé. Đây, tôi chỉ cần vẽ theo các điểm neo chính. Điểm neo chính là gì? Điểm neo chính là các điểm gãy, chủ yếu là các điểm gãy hoặc là các điểm đỉnh của đường cong hoặc đáy của đường cong. Đây, cách vẽ này. Kích này, kích này, kích, kích. Tôi chỉ cần xác định được một vài điểm chính thôi. Sau khi xác định được điểm chính rồi thì tôi sẽ có thể là vẽ theo ý của tôi được. Đây, các bạn để ý cách vẽ. Đến đây được chưa? Đây là phác thảo đơn giản nhé. Bây giờ tôi mới sử dụng cái công cụ là Shape Tool này. Việc đầu tiên là tôi kéo một đường như này để tôi chọn hết tất cả các điểm neo. Sau đó tôi convert nó thành đường cong. Sau khi convert được thành đường cong rồi thì thao tác rất đơn giản, chỉ việc là bấm vào giữa các cái này và chúng ta kéo nó cong theo hướng chúng ta muốn. Nếu mà kéo một lần mà xong rồi, được rồi thì thôi, không nói nữa. Cái đoạn nào mà chưa được đúng ý lắm thì chúng ta sẽ điều chỉnh thêm ở thì đây ạ, ở cái nốt chính. Về cơ bản thì nếu mà chúng ta đặt được cái điểm neo mà chuẩn ấy thì thực ra các bạn chỉ cần kéo một tí là các bạn đã uốn được nó theo đúng cái hình mà các bạn muốn rồi, không phải mất nhiều thì giờ. Đến đây thì bắt đầu có một số điểm mà chúng ta thấy là nó chưa được ổn lắm. Chúng ta mới phóng lớn lên một tí để chúng ta quan sát. Bây giờ tôi mới điều chỉnh lại cái này một tí. Đó. Cái đoạn này là nó vặn theo hai chiều ngược nhau thì bây giờ tôi phải kéo gì đây ạ? Tôi phải kéo cái tay đòn này theo cái chiều ngược nhau, đúng không? Để tôi điều chỉnh nó. Thằng này cũng tương tự như vậy, đúng không? Hơi cong xuống một tí, ví dụ cái này. Tốt nhất cái đoạn này thì nên để thành nút trơn đi, để cho nó thành một cái gì đó nó trơn tru một tí. Nút gãy thì nó sẽ không được đẹp lắm. Các điểm khác cũng vậy. Bây giờ chúng ta hạ thằng này xuống thêm một tí. Đấy, hình này cũng tương tự như vậy. Bây giờ kéo này. Thế thì các bạn sẽ thấy là về cơ bản tương đối nhanh khi mà chúng ta muốn điều chỉnh cái này. Đây, thằng này hạ xuống thêm một tí nữa. Kéo căng cái gì đây ạ? Kéo căng cái điểm điều khiển phía trên này lên. Thằng này cũng thế. Thu bớt lại này. Thu bớt lại một tí. Ok. Đấy. Tương đối nhanh.
Đó. Thế còn sau này nữa chúng ta vẽ thêm cái gì nhỉ? Chúng ta vẽ thêm cái phần bụng của con này đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ lại phải vẽ thêm mà thôi. Vẽ vào rồi xong làm gì nữa nhỉ? Vẽ giao nhau xong rồi mình sử dụng lệnh gì? Intersect giao trong chồng nhau đây, quan sát đấy, nếu mà muốn vừa vẽ vừa kéo luôn thì đây đúng không, nhấn phím C là để làm gì đây, điều khiển cái đoạn này đó. Thế là nếu mà chỗ này mà cảm thấy chưa hài lòng nhấn An đi, nhấn An để chúng ta di dịch trong lúc mà chúng ta vẽ. Đến đây rồi bạn chỉ cần là vẽ thành một cái hình khép kín thôi. Để làm gì? Để tí nữa chúng ta sẽ sử dụng lệnh Intersect, chúng ta vẽ, chúng ta lấy cái phần giao nhau. Đoạn này tôi hiệu chỉnh thêm một tí nữa nhá, cái bụng này hiệu chỉnh thêm một tí nữa. Đây, để cho nó đi theo đúng bài mẫu. Đến đây chúng ta cũng lại vẽ cái phần gì đây, giao nhau giữa cái bụng này. Đây, cong này. Cong này. Đến đây nhấn C điều khiển một tí rút ngắn cái này lại. Nếu mà di dịch thì các bạn nhìn thấy đấy, đừng nhả chuột ra và sử dụng bi lăng đúng không? Đấy, bây giờ sang bên này hoặc sang bên này thì nhấn phím Ctrl lên hay xuống thì nhấn thêm Alt. Đấy, đây tôi vẽ thêm này. Ví dụ thế, đến đây tôi cũng khép kín nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta xem tiếp trường hợp còn lại là thế nào. Còn một tí cái mắt thì chúng ta vẽ bằng hình tròn là xong, đúng không? Muốn tròn thì giữ phím Ctrl cho rồi. Và đang vẽ mà muốn di dịch nó thì đừng nhả phím chuột, đừng nhả bất cứ phím nào ra mà nhấn thêm phím chuột phải. Đây, thì chúng ta có thể di dịch trong lúc vẽ. Đây, đến đây, tôi xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu này. Đó. Tô màu thì chúng ta sẽ tô lấy ví dụ đây là một màu này, ví dụ tôi tô theo thằng này đi nhá, tạm thời một màu. Thế bây giờ cái đoạn này khác màu thì làm gì đây, lấy cái hình này giữ shift với hình này, sau đó thì tôi sử dụng lệnh gì đây, Intersect để làm sao tạo ra cái hình mới ở phần giao nhau, sau đó thì mình vứt cái này đi. Đây là cách cổ điển nhá, cái bụng này cũng thế này, bấm vào đây, bấm vào hình con cá Intersect, vậy là tôi được cái phần giao nhau, bỏ cái này đi. Bây giờ vẽ lấy một cái phần sáng hơn đúng không, chỗ này tôi cũng tô sáng hơn. Cuối cùng thì chọn hết tất cả cái thằng này và bấm vào gì đây, bấm vào chuột phải vào gì đây, ô này, để bỏ cái viền đi. Đến đây tôi vẽ được con cá chưa, vẽ xong là con cá rồi đúng không? Thế còn việc còn lại của chúng ta là làm sao? Vẽ tiếp cái vòng đúng không nào? Vẽ tiếp cái vòng và cho nó chui qua vòng. À, bây giờ chúng ta xem tiếp cái trường hợp cái vòng. Vẽ vòng này. Ví dụ này. Giữ Shift. Thu gọn lại. Chuột phải. Vậy là tôi có vòng thứ hai. Chọn hai cái này. Nhấn Alt vẽ chạm vào đây để chọn cả hai và chúng ta sẽ làm ra đây, tham bài đục thủng luôn ra. Đến đây tôi có cái vòng rồi đó, nhắc ra đặt vào trong cái bài mẫu này. Đến đây thì làm sao để cho nó chui được qua vòng đây, làm sao để chui được qua vòng ạ? Tại vì cái vòng hoặc là nằm trên hoặc là nằm dưới đó, chúng ta vẫn phải giải quyết cái bài toán là vừa nằm trên vừa nằm dưới này. Thế đây, bây giờ quan sát nha, các bạn đã biết cách vẽ một đường rồi thì đây các bạn sẽ dùng cái cách này cho tôi, dùng một công cụ bất kỳ các bạn vẽ cho tôi một đường đấy.
Sau khi có đường này rồi, tôi mới sử dụng lệnh là gì đây ạ? Chọn cái đường này với lại cái vòng. Và chúng ta sử dụng lệnh gì đây ạ? Trim. Dùng cái nọ cắt cái kia. Sau đó bỏ cái này đi. Bây giờ cái vòng của tôi bị cắt ra làm thành hai nửa rồi. Nhưng mà nó vẫn là hai nửa dính vào với nhau. Tôi sử dụng cái lệnh là gì đây? Break, Ctrl K. Tách ra. Vậy thì tôi có gì đây ạ? Một nửa vòng này và một nửa vòng này. Đấy. Thế thì tôi sẽ xử lý bằng cách là tôi dùng cái con cá này như là một cái dao cắt. Đấy. Và tôi chọn cái vòng này, cái vòng sẽ bị cắt. Đây. Sử dụng lệnh trim. Đấy. Cắt đi. Lúc này thì các bạn sẽ thấy làm sao đây ạ? Bản thân con cá này nó như một con dao cắt và nó cắt đúng cái phần giao nhau với cái vòng này. Đó. Và cuối cùng tôi làm thao tác thì đây. Hàn hai cái nửa vòng này lại bằng lệnh weld. Đấy. Thì chúng ta sẽ có gì đây? Cá chui qua vòng. Vẽ thì vẽ bằng hai công cụ nhé. Các bạn tập cả hai công cụ, cả bezier, cả pen. Và sau đó thì các bạn xử lý cho tôi cái trường hợp là vẽ được rồi. Thì bắt đầu chúng ta quay trở lại với cái bài toán là gì đây ạ? Thẳng trên, thẳng dưới, thứ tự với nhau. Ok. Bây giờ các bạn bắt đầu thực hành nhé.